Xin chào quý vị, tôi là Việt Anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Căn phòng bí mật, nơi chúng ta gặp gỡ những khách mời đặc biệt để lắng nghe câu chuyện của họ và bàn luận về những chủ đề trong cuộc sống. Số ngày hôm nay cũng là một số đặc biệt, khi ngày hôm nay thì Việt Anh sẽ chỉ là một nhân vật cầu nối, còn khách mời của chúng ta sẽ có một buổi tự sự tại căn phòng bí mật. Anh ấy đã từng là thành viên của ban nhạc Anh Em và hiện tại thì anh ấy đã theo đuổi con đường của riêng mình là phát triển nhạc jazz tại Việt Nam. Và anh ấy là ai? Mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Nguyễn Tuấn Nam, nghệ sĩ piano nhạc jazz, giám đốc sản xuất âm nhạc. Nghệ sĩ Tuấn Nam bắt đầu gắn bó với âm nhạc từ năm 7 tuổi. 10 tuổi bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Anh là người duy nhất được học bổng toàn phần chuyên ngành piano jazz tại Học viện Âm nhạc MAMO tại Thụy Điển năm 2007. Sau 10 năm gắn bó và hoạt động cùng ban nhạc Anh Em, nghệ sĩ Tuấn Nam quyết định tách riêng, tìm lại thứ âm nhạc mà bản thân anh ban đầu theo đuổi với mong muốn tiếp tục phát triển dòng nhạc jazz tại Việt Nam. Ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe những trải lòng của nghệ sĩ Tuấn Nam tại căn phòng bí mật. Xin chào khán giả của chương trình Căn phòng bí mật. Tên tôi là Nguyễn Tuấn Nam, hiện đang là nghệ sĩ piano nhạc jazz, đồng thời cũng là một nhà sản xuất âm nhạc. Bắt đầu đi học được học nhạc là bắt đầu từ năm 7 tuổi, và khi vào thi tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được làm quen với cái đàn piano từ năm 10 tuổi, là năm 1995. Đến với nhạc jazz thì ngay khi mà bước chân vào con đường âm nhạc từ bé thì mình đã được tiếp xúc với nhạc jazz khi do các thầy, những người thầy đã hướng dẫn, những thầy đã đưa nhạc jazz đến với tôi. Và người thầy đầu tiên mà tôi được tiếp cận jazz đó là thầy Lưu Quang Minh. Thầy là nghệ sĩ đàn accordion, cũng là nghệ sĩ keyboard rất là tâm huyết, và hiện thầy nguyên là phó giám đốc Học viện Nhạc Việt Nam. Trước khi biết đến nhạc jazz thì đối với những người học đàn hay học nhạc nào thì cũng đều phải trải qua những cái bước luyện tập với làm quen với âm nhạc, và phải luyện tập qua những bản nhạc người ta gọi là bản nhạc cổ điển hay gọi là classic để rèn luyện những cái kỹ năng, những cái kỹ thuật cơ bản, và sau đó là nền tảng để mà có thể phát triển ra các dòng nhạc khác. Theo tôi thì là khán giả Việt Nam hiện nay là với giới trẻ cũng như là những người thế hệ trước thì cũng đang và có những cái khái niệm nhất định về nhạc jazz, là họ cũng đã có được nghe những cái bản thu âm hay là những cái ca khúc được phối lại theo phong cách nhạc jazz, và nhạc mà đặc biệt là nhạc trẻ hiện nay các bạn cũng đã đưa tìm tòi nghiên cứu và đưa vào những cái âm hưởng và những cái giai điệu của người ta gọi là nét nhạc jazz trong những cái thể loại âm nhạc như pop rock rồi R&B, hip hop, rap. Đối với piano nhạc jazz thì kỹ thuật là tương đối khó. Nó để mà so sánh khó hơn so với các dòng nhạc khác thì tất nhiên mỗi dòng nhạc nó có một kỹ thuật khác nhau, nhưng mà để mà thật sự đạt được đến cái kỹ năng để mà chơi piano jazz thì phải đòi hỏi cái sự luyện tập và cái sự trau dồi rất là nhiều. Theo tôi nó không kém người nghe, thực ra không kém người nghe thật sự, nhưng để mà thật sự hiểu được nhạc jazz thì phải rõ ràng là phải cần những sự hiểu biết và tìm tòi và nghiên cứu, và phải thật sự yêu thích nó. Nếu mà chỉ đi diễn piano jazz không thì tôi nghĩ là đủ sống, Nếu mà thực sự mình chuyên tâm và thật sự yêu thích nó và mình dành thời gian cho nó thì chơi nhạc jazz piano không thì cũng vẫn có thể là trang trải được cuộc sống. Hiện tại ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hiện là có những cái
tụ điểm chơi nhạc và cũng có chơi nhạc jazz hàng tối. Ví dụ như ở Hà Nội thì chúng ta có Jazz Club, Bình Minh Jazz Club số 1 Tràng Tiền, hoặc là Cool Cat Jazz ở khách sạn GV Marriott, hay là một số những cái tụ điểm khác nữa. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì ta biết đến câu lạc bộ nhạc jazz Sắc En Ạt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ở Đà Nẵng thì có 920, 1920 ở đấy. Khi mà còn thời gian đi học thì cái thời gian tập đàn thì tương đối là nhiều, vì mình chỉ có sinh hoạt và tập tập đàn thôi. Thì là cái thời gian dành cho khi mà mình còn thời gian đi học thì tập đến từ 6 đến 8 tiếng. Còn hiện tại thì công việc rồi gia đình rồi nhiều công việc khác chi phối thì bây giờ tôi cố gắng tập một ngày được 2 tiếng đồng hồ. Giai đoạn lịch sử thì là như vậy. Giai đoạn lịch sử ngày xưa thì thời những cái quý tộc châu Âu, những cái thời kỳ là những nhà có điều kiện, phải có những gia đình có điều kiện, thì trước hết là vì cái đàn piano là rất là xa, là một cái vật dụng rất là xa xỉ, phải có dành cho những người nhà giàu, những người quý tộc. Nhưng gần đây, những cái thời năm gần đây, những cái thế kỷ gần đây, nhà được phổ biến hơn rồi, kinh tế nó phát triển hơn, và thế giới là cái sự giao lưu thông hàng hóa nó nhiều hơn, nó không khó như ngày xưa. Thì bây giờ là gần như là piano gần như là một trong những nhạc cụ tương đối phổ biến ở ở tại Việt Nam, và những cái gia đình chỉ cần trung lưu thôi, họ cũng có được những cái đàn piano để cho con cái họ chơi, và có những cái ở nhà rồi. Chiếc piano trung bình nếu mà để chơi có thể chơi chơi tốt được thì nó giá vào khoảng 40 đến 50 triệu là có thể mua được một cái đàn piano ở nhà để chơi được. À, tất cả các nhạc cụ khi mà chơi một mình thì nó sẽ rất dễ hơn, còn khi mà mình chơi từ 2 người trở lên thì thật đòi hỏi phải có sự kết nối và có sự giao lưu với nhau, cho nên là cần phải có thời gian. Và khi mà phải tập với các nhạc cụ khác thì không chỉ piano, các nhạc cụ khác khi tập với nhau cũng đều phải có thời gian. Còn tất nhiên là sẽ tùy tính chất vào từng tác phẩm. Ví dụ có những tác phẩm ngắn thì chúng ta thì cũng không cần quá nhiều thời gian, còn tác phẩm dài hoặc những tác phẩm khó thì phải cần thời gian luyện tập với nhau. Thì có những lúc phải tập với nhau hàng tháng trời để diễn một cái chương trình, một cái live show. Không có ai theo nghệ thuật cả. Từ bé thì tiếp xúc với âm nhạc mình đã mong muốn là được lên sân khấu biểu diễn, và ao ước muốn là trở thành nghệ sĩ rồi. Hồi bé là bố mẹ cho đi học nhạc với lý do là để bớt nghịch, vì hồi bé trẻ con rất là tinh nghịch, cho nên là bố mẹ sợ quá nên muốn là sợ là con mình sau này lớn lên là nghịch ngợm người phá phách thế này thế kia. Nhưng mà thế là lý do duy nhất là bố mẹ cho đi học là cho bớt nghịch lại. Không đi biểu diễn hay luyện tập thì thường ở nhà thành thời gian gia đình chơi một số môn thể thao, xem phim, hoặc là mình có thể nghe nhạc, nghe những cái đĩa nhạc album mà mình yêu thích. Thật sự là một thời gian rất là đáng nhớ, và gần như là trường nhạc viện là một ngôi nhà thứ hai của mình. Trải qua những cái học sơ cấp rồi lên trung cấp đến đại học thì cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy thầy cũng thầy thầy giáo, và thực sự là được 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 học ở nhạc viện cũng là một cái rất là may mắn, và cũng là một cái điều rất là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được học tập và sống và làm việc tại cái môi trường này. À, lúc đấy thì thật sự là cảm xúc rất là vỡ òa, vì
sau những cái nỗ lực, sau bao nhiêu năm những cái nỗ lực, những cái phấn đấu của mình thì cuối cùng đã được đền đáp lại những thành quả đấy, mình cảm thấy rất là sung sướng. Khi được thật sự làm Thụy Điển là một cái môi trường giáo dục và có một đời sống thật sự là rất là cao, và giáo dục của họ là một cái nền giáo dục tiến nhất thế giới. Ở đấy thì cái sự liên hệ giữa thầy và trò gần như là không có khoảng cách, gần như là những người bạn với nhau, là những người bạn với nhau. Và khi học tập và sinh sống tại Thụy Điển thì tôi cũng cảm thấy như là một cái đất nước thứ hai, như là một cái quê hương thứ hai của mình. Mình được diễn ở Phần Lan trong hai mùa, và trong 2 năm, và trong hai cái mùa đối lập nhau, cho nên nó rất là thú vị. Mình vẫn còn nhớ là cái đợt biểu diễn đầu tiên ở Phần Lan là lúc đấy là trời còn rất là lạnh, nó giữa mùa đông và ngoài trời là toàn băng tuyết, thì là mình được diễn trên một cái tàu gọi là cruise, hay là gọi là cruise, thì trên đấy nó rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trong vòng 3 ngày. Thì là mình diễn trên cái tàu đấy là đi giữa vịnh Phần Lan, tức là từ thành phố thủ đô Helsinki xuống đến thành phố cảng Turku ở trên tàu 2 ngày, và được diễn và được nhìn thấy những ngắm cảnh, những cái cảnh tượng mình chỉ thấy được trên phim. Và sau khi đấy khi mình dừng lại cái thành phố Turku đấy thì mình đi quãng đường đi từ chỗ ở, chỗ khách sạn cho đến ra chỗ diễn thì là phải đi qua một cái sông, nhưng mà cái con sông đấy hoàn toàn đóng băng. Và sau khi những cái đợt trở lại là vào mùa hè năm sau thì diễn cũng lại tính chính tại cái thành phố đấy. Và lúc đấy là mình lại được bơi và tắm trên cái dòng sông đấy thì cảm giác rất là thú vị. Khi được mời biểu diễn ở đấy thì họ cũng trả cho mình một cái mức thu nhập tương đối. Thứ nhất là mình là người nước ngoài, thứ hai là vì thực sự mà nói là khi đi diễn ở đâu cũng vậy, khi bạn đến một cái nơi mà bạn không quen biết ai và bạn được mời vào nhóm biểu diễn, bạn tham gia biểu diễn, thực ra là cũng là một cái sự nỗ lực phấn đấu rất là. Anh đã mời tôi tham dự và tham gia vào nhà anh em sau đó. Khi mà cái quá trình được làm việc và được sống dưới chúng tôi hay gọi là mái nhà anh em, thì đó là những kỷ niệm mà là cho tôi những cái kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Vì ở đấy tôi đã học hỏi được rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm trong làm nghề, rồi tham gia rất là nhiều các dự án lớn cùng với ban nhà anh em. Tuy nhiên là cái sở trường và cái âm nhạc của ban nhà anh em nó cũng gần gũi với nhạc jazz, nó là funky, nó là fusion. Nhưng như bạn đã biết thì là nó ít ít những cái sân chơi, ít những cái chương trình mà có mang đậm tính chất nhạc jazz. Chính vì vậy mà trong cái quãng thời gian ở cùng với ban nhà anh em thì tôi có ít thời gian để mà chuyên tâm về nhạc jazz, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ quên cái niềm đam mê đấy. Thì tất nhiên là trong khi mà tham gia cùng với ban nhạc thì tôi cũng vẫn phải ưu tiên những cái hoạt động của ban nhạc, những cái chương trình, những cái của ban nhạc anh em. Chính vì thế tôi sẽ không có nhiều thời gian để mà được đứng trên sân khấu nhạc jazz một cách đúng nghĩa của nó.
tôi là em út của ban nhạc Hạnh Nghe mà, khi mà gặp các anh thì tất nhiên là cũng không 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 gọi là gặp khó khăn, nhưng vì các anh cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo. Còn tất nhiên thì trong một tập thể khi mình còn là người em và còn là út nhất thì đôi lúc có những cái mình nó như cuộc sống gia đình thôi, mình tranh luận, mình nói chuyện thì tất nhiên là có những cái là mình sẽ phải giữ ý và giữ cái vai trò thì mình là người em, thì mình đôi lúc thì mình cũng đúng với đúng nghĩa nó thôi, chứ thực ra là cũng không có những cái gì khó khăn quá, vì các anh cũng là người rất là cởi mở và các anh cũng đều là những người nghệ sĩ rất là tài hoa và là những người rất là sống rất là có tâm với nghề, dìu dắt đàn em. Vậy thì cái quyết định mà rời ban nhạc Nghe để hoạt động solo về nhạc gia thì đã phải nghĩ trong bao nhiêu lâu? Khi mà rời ban nhạc anh em thì tôi ngay lập tức tôi quyết định là tôi sẽ trở về với là chính mình, và tôi đã quyết định làm ngay sau khi tôi rời ban nhạc anh em là tổ chức những cái đầu tiên là cái mini show concert Tuấn Nam and Friends tại Scorbunga số 1 Tràng Tiền cùng với những người bạn, và sau đấy là hai số của chương trình Nam Janai, Tuấn Nam Live Concert tại 16 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội và 18 tháng 10 vừa qua ra Fusion Concert tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau này sẽ còn những cái dự án tiếp tới nữa. Tất nhiên ở đâu thì cũng có mâu thuẫn, tôi cũng đã trả lời rất nhiều những phương tiện báo chí truyền thông khác. Gia đình cũng sẽ có những mâu thuẫn, tất nhiên là có mâu thuẫn thì mới có sự ra đi, nhưng mâu thuẫn ở đây không có nghĩa là sẽ là thù hằn hay thù ghét gì nhau, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái mâu thuẫn rất là tích cực, rất là tích cực để có thể nó sẽ là một bước ngoặt, nó là một cái sự phát triển mới cho chính bản thân tôi và có thể là chúng tôi chỉ cho chính bản thân anh em nữa. Thường xuyên gặp gỡ các anh, ví dụ như là nhạc sĩ Huy Tuấn chẳng hạn, thì anh là người giúp đỡ tôi cũng rất nhiều trong cái hai cái live show vừa qua. Anh là người nghĩ ra cho tôi cái tên gọi là thương hiệu nhạc jazz, gọi là Nam Janai, và anh cũng chính là người thiết kế đúng cái logo đấy cho tôi, và anh cũng là người rất là ủng hộ tôi trong cái chặng đường vừa qua. Rồi anh Cúc Bình, tôi cũng hay gặp anh ấy ở những cái sự kiện có những người bạn chung. Rồi anh Quân cũng như vậy. Qua những người bạn tôi cũng qua những người bạn tôi trao đổi với các anh ấy, thì các anh cũng rất là ủng hộ và theo dõi cái bước đường của tôi. Về từ Thụy Điển đã làm concert đầu tiên cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh năm đấy. Concert đầu tiên đấy thì mang tính chất là đậm chất nhạc jazz và đậm những cái là nhiều các cái bản hòa tấu và không có ca sĩ, không có lời hát trong cái buổi concert đầu tiên đó. Và sau 10 năm thì đấy là những cái trải nghiệm và những cái tìm tòi và nghĩ là và tìm những cái mà để muốn nó phù hợp và đi sâu hơn vào trong cái tiềm thức của khán giả, thì cái live show lần này thì là có kết hợp với những cái ca sĩ trẻ và những ca sĩ đang có tên tuổi, và họ hát những cái bài hát làm sao mà khán giả có thể nhận ra được bài hát đấy có thể là nghe rất là quen nhưng mà nó đã được biến tấu, được khoác cho một cái áo mới, khoác một cái áo nhạc jazz lên những cái ca khúc đấy.
để mà làm sao mà nhạc jazz mong muốn là để gần gũi hơn so với đối với khán giả, và người ta nghe người ta nhận ra là à thực ra đấy là nhạc jazz đấy, nhưng mà nó lại không phải là cái gì đấy nó xa xôi quá, xa vời quá. Bản thân thì là các bạn biết Tùng Dương là một người nghệ sĩ cũng rất là tìm tòi, rất là có những cái sự sáng tạo, và anh ấy cũng rất là yêu thích và nghiên cứu tham gia rất là tốt. Tiêu chí thôi là để lựa chọn những người mà hát được nhạc jazz ấy, thì phải có được cái thứ nhất là có sự hiểu biết về, và phải có học thuật, cái thứ hai là có sự hiểu biết về nó. Cho nên là những ca sĩ mà tôi chọn lựa trong các cái chương trình vừa qua thì họ đều có một cái tiêu chí chung là họ đều là người có học nhạc. Soobin Hoàng Sơn trông vậy, thì nhưng mà bạn ấy lại là thế hệ học trò của tôi khi tôi đang giảng dạy Học viện Âm nhạc của Việt Nam. Bạn ấy học keyboard nhạc jazz, và cái show vừa rồi khi trên sân khấu thì bạn cũng chia sẻ là bạn gọi tôi là thầy. Mặc dù chưa dạy nhưng mà bạn ấy cũng đã được học truyền cảm hứng từ những từ nhạc jazz, và sau những cái sáng tác của bạn ấy cũng có những cái âm hưởng hơi hướng về nhạc jazz, R&B, blues. Thì anh thấy là nhạc jazz nó vẫn len lỏi ở trong cái môi trường âm nhạc Việt Nam hiện nay không? Nhạc jazz thực ra xuất hiện tương đối là nhiều, nhưng mà để mà định nghĩa đấy là nhạc jazz thì chưa có người làm. Chính vì vậy tôi muốn là cái Nam Jazz Night ra đời để có nhiều chuỗi hoạt động, nhiều những cái sự kiện, nhiều những cái sản phẩm âm nhạc để định hình lại à nhạc jazz nó là như vậy đấy. Tôi nghĩ đấy là đam mê của tôi. Đam mê thì tôi chọn tiêu chí là thích nhiều hơn. Ngay khi mà cái ý nghĩ đấy chợt xuất hiện thì đúng là cái mà quyết định làm hai cái live show và quyết định xây dựng lại cái hình ảnh nhạc jazz đấy nó xuất hiện ngay trong tôi luôn, ngay cùng một thời điểm đấy. À thì một lời khuyên thì thực ra là rút ra từ kinh nghiệm bản thân tôi thôi, thì khi bạn thật sự mà mong muốn có sự đam mê đối với cái gì mình làm thì hãy cứ cố gắng và theo đuổi cái niềm đam mê đấy, vì khi bạn có một cái thái độ nghiêm túc đối với công việc này, đối với những cái gì mà mình làm mà mình cho là đam mê thì bạn sẽ được đền đáp lại xứng đáng với những cái công sức mà bạn và những cái đam mê mà bạn đeo đuổi. Không có thể nó sẽ không đến ngay đến sớm, nhưng mà nó có thể không đến lúc này, sẽ đến lúc khác ở một giai đoạn này hay giai đoạn khác. À, nếu mà không là một nghệ sĩ piano thì tôi cũng luôn luôn đặt cho tôi những câu hỏi đấy, và tôi cũng chưa tìm được cái câu trả lời cho chính mình, vì có lẽ là piano nó chính là, và nghệ sĩ nó chính là cái định mệnh cho tôi rồi. Xin cảm ơn chương trình Căn Phòng Bí Mật đã tạo điều kiện.